biển xe Sài Gòn lúc nào cũng in nổi vậy các bạn. Bánh mì Thành Trí. Ngã giao lộ của Bào Cát và Nguyễn Hồng Đào. Ở đằng kia là chợ Bào Cát đó các bạn. Thôi mình băng qua đường nha. Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn nha. Và hôm nay mình ghé một cái quán mì có chiếc xe đẩy giống như ngày xưa nha các bạn. Ở tiệm này là mì Thành Ký. Mình gọi một cái tô mì Hoành Thánh. Các bạn nhớ ngày xưa những chiếc xe đẩy như thế này không? Nhưng mà chiếc xe này thì nó tôm tất hơn, nhìn sạch sẽ hơn. Còn ngày xưa là xe đẩy thì nó đơn giản hơn nhiều các bạn ha. Ở trên đó có những cái bức tượng, những bức hình như là Phụng Nghi Định hoặc là Tam Quốc Chí gì đó các bạn. Cái tiệm ăn này cũng ở gần nhà của mình. Thường thường muốn ăn gì thì cứ đi ra và xuống đường là có à. Mì, hủ tiếu và bất cứ cái gì cơm tấm, phở có hết. Cần sát sát nhà. Rồi cảm ơn. Và đây là tô mì của mình. Nhìn thấy cũng hấp dẫn lắm chứ bộ. Rồi mời tất cả các bạn cùng dùng cho mình ha. Tô mì Hoành Thánh chính hiệu của người Hoa nha. Cọng mì ở đây mình thích nhất là mì ở Việt Nam là cái cọng mì nhìn nó giòn các bạn, cái màu vàng nó óng ánh. Rồi xin mời các bạn dùng với mình nha. Đúng như là mình tiên liệu, cái cọng mì nó giòn, có mùi hột gà nữa. Nước mì của người Hoa và nước mì của người Việt làm nó không lẫn vào nhau được nha các bạn nha. Cái hương vị nó khác nhau. Mình ăn mì của người Việt Nam làm và mì gốc của người Hoa làm, cái nước nó khác. Có nhiều người thì ăn thích bỏ ớt sa tế, ớt này ớt kia, nhưng hay hoặc tương ớt, nhưng ăn như vậy thì cái nước của nó khác hẳn rồi các bạn, nó không còn cái hương vị của cái nước súp này nữa. Rồi bây giờ mình dùng thử cái Hoành Thánh của họ như thế nào này không.
tóm lại thịt của họ làm bằm nhuyễn, dai, ok. Thịt bằm này làm xíu mại cũng được nữa nè. Mình thì mình chỉ thích dùng mì chứ không thích ăn xay xíu, cũng không thích ăn hoành thánh. Nhưng mà thấy từ hôm về đến giờ chưa có ăn hoành thánh, em muốn dùng cái hoành thánh thử như thế nào thôi. Thì cái sợi nó to hơn những cái sợi cọng mì khác ở chỗ khác. Mình chỉ thích ăn mì và nước súp đúng không? Cái hoành thánh này mình cũng không hảo gì mấy. Ở Sài Gòn thì rất là hầm hực nha các bạn, nóng lắm, đi đâu cũng chạy mồ hôi vậy. Nhất là ăn mấy cái nước á, gì mà phở, mì hay bún này kia nọ mà nóng nóng ấm ấm này ra mồ hôi dữ nữa. Rồi, xin chào tất cả quý vị nha. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng mình chia sẻ một tô mì hoành thánh tại địa điểm ở trên con đường Nguyễn Hồng Đạo, Thành Ký, địa điểm Thành Ký. Rồi, xin chào tất cả quý vị và hẹn tất cả các bạn trong một cái video lần sau. Lúc nào mà đi ăn bụi hay chỗ nào mà mình ghé, mình dùng trên con đường mình đi đâu đó đó, thì mình sẽ post lên cho các bạn cùng chia sẻ với mình. Rồi, xin chào, bye bye.